Dành là ST đánh em chết luôn á. Thôi bạo lực lắm. Sái tay quá đó. ST đẩy sái tay quá. Ủa? Ây, chơi gì đâu mà bạo lực quá. Đàn ông mà chơi với con gái kỳ quá. Yeah, gọi em là đồ đáng yêu vì hôm nay dễ thương một tí. Dáng người thi 3m bẻ rơi còn mang cho mình đôi mắt một quý. Không cần nắng thì em vẫn hiếp nè, cười thì mắt cũng hiếp nè, trông dễ thương nhưng không hề xấu, lại độc và lạ nên em vẫn hiếp nè. Cảm ơn đất nước Thái Bình và ba mẹ sinh được mình cô te. Em lùng và hí đâu phải khuyết điểm nên mọi thứ em xứng đáng đem khoe. Chơi sinh vôi rồi lại sinh cỏ, em nhỏ nhỏ mắt hí thì sao, lùng là chen còn hí hàng hiếm trước giờ mọi người không biết gì sao. Ê nói ra thì lại bảo điêu, tình yêu của em nằm trong đôi mắt nè, vốn dĩ mà không được to bởi vì tình cảm to hơn đôi mắt nè. Em lùng mới là của anh đó, không thì nhiều người lại tranh nhau vì chân dài là vợ người khác chắc không.